Kẻ trộm sự thật. Đằng kia có chuyện gì thế nhỉ? Trời ơi là trời, mấy chỉ vàng của tôi rõ ràng cất trong tủ lại tự dưng không cánh mà bay, đúng là kia cóp cho cọp nó xơi. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? À, sáng nay bà Tư phát hiện mất sợi dây chuyền tiếc của nên bà ta khóc rống từ sáng đến giờ đấy. Mất dây chuyền? Sao để trong nhà mà lại mất? Chắc chắn có trộm rồi. Thì đúng là thế, nhưng biết ai là kẻ trộm chứ? Có ai trót lấy thì làm ơn trả cho tôi cả gia tài của tôi đấy. À ha, tôi biết thủ phạm là ai rồi. Hả? Anh biết ai là thủ phạm lấy sợi dây chuyền của tôi à? Mau, mau nói cho tôi biết kẻ đó là ai. Ê, ê, bà thả tôi ra đã. Lê Sửu, bà Tư tố cáo người lấy trộm sợi dây chuyền của bà ấy, người có nhận tội không? Bẩm đại nhân minh xét, tiểu nhân không làm chuyện ấy ạ. Oan cho tiểu nhân quá. Thị Tư, bà có bằng chứng gì buộc tội anh Sửu không? Bẩm đại nhân, anh gần đây nói với tôi anh Sửu chính là thủ phạm ạ. Không đúng, tôi không phải thủ phạm. Tất cả im lặng, anh có bằng chứng gì mà lại nói anh Sửu là thủ phạm? Bẩm đại nhân, tay Sửu nghèo kiết xác, cả vùng ai cũng biết, hắn lại không chịu làm lụng gì, thế mà hôm qua lại tậu được cả một chiếc bình quý. Đúng lúc bà Tư mất trộm, thử hỏi, hắn không đi ăn trộm thì lấy tiền đâu ra mua bình ạ? À? Là tôi có chiếc bình mới, nhưng là do người chú của tôi qua đời để lại cho tôi. Tôi nghèo thật, nhưng không trộm. Không tin, ngài có thể điều tra. Điều tra? Người chết rồi làm sao điều tra? Đừng có mà ngụy biện. Bẩm đại nhân, có con của thị tư cầu kiến ạ. Cho vào. Kính chào đại nhân, con trai. Có chuyện gì thế? Dạ, con đến để báo với mẹ là đã tìm được sợi dây chuyền rồi ạ. Hả? Tìm được rồi? Thế này là thế nào? Các ngươi coi trốn công đường là trò đùa ư? Dạ, dạ bẩm quan lớn, chuyện này có chút hiểu lầm ạ. Tôi xin rút lại đơn kiện anh Sửu và xin bồi thường 5 đồng ạ. Lời nói không phải là thứ đem ra để đùa giỡn. Một bát nước hất đi không thể lấy lại, một lời đã nói ra không thể thu lại. Nhưng dù sao, bà cũng là người biết điều, đã rút lại đơn kiện và bồi thường, nên ta sẽ bỏ qua. Xin đại nhân minh xét, tôi muốn kiện anh Dần. Hả? Kiện tôi ư? Chuyện đã giải quyết xong, ngươi còn muốn kiện Đỗ Dần vì tội gì? Bẩm, tôi muốn kiện hắn ta tội vu khống. Chính hắn ta đã vu oan cho tôi, làm mất danh dự của tôi. Ơ hay, cái nhà anh này, tôi chỉ bình luận thôi, thế mà cũng là tội sao? Bình luận nhưng làm ảnh hưởng đến người khác, tôi xếp vào tù vì lời bình luận của anh đấy. Ờ, thì bình luận thôi mà, ai bảo bà Tư tin chứ. Cùng lắm là tôi rút lại không nói nữa, được chưa? Không được. Hai người im lặng, nhưng cũng đã phá đi danh dự của người khác. Ngươi phải có trách nhiệm với lời nói của mình, phải nghĩ trước khi nói. Phải nghĩ trước khi... Ta phạt ngươi 10 trượng và phải bồi thường cho Lê Sửu 10 đồng. Người đâu? Xin đại nhân khai ân. Từ giờ tôi không dám nói linh tinh nữa đâu ạ. Xin đại nhân. Đa tạ đại nhân anh minh. Giấy ghi nợ. Thôi con đi ạ. À, lên đó chăm chỉ học tập, nhớ giữ gìn sức khỏe. Việc ở nhà đã có ba mẹ lo, không phải suy nghĩ gì cả. Ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ tự chăm sóc bản thân à. Ừ, lên đó ở nhà trọ, an ninh phức tạp, có cái máy tính là giá trị nhất, con phải cẩn thận nghe con. Dạ vâng, con nhớ rồi. Thôi, đi đi con. Lớp mình kìa, vào tí đi.
Thôi cậu vào đi, tớ về trước đây. Vào chút thôi, học hành cũng phải giải trí chứ. Nghe nói bọn này đấu điện tử cừ lắm, vào xem chứ, mất gì mà sợ. Cậu biết chơi không? Chơi thử ván xem thế nào. Nếu thắng tớ, mời cậu chào cà phê. Tớ chơi không giỏi đâu. Chơi cho vui thôi mà. Bạn bè cùng lớp chả lẽ lại không nể mặt nhau. Thế chứ, sợ gì không chơi. Thắng rồi. Không ngờ bọn sách mà chơi giỏi vậy. Thật ra bọn tớ toàn chơi tiền thôi. Mỗi ván 200.000 đồng. Nếu cậu thích thì tuần sau đến đây chơi. 200.000 đồng cũng đủ tiền ăn một tuần. Chúng ta chơi không giỏi, nếu mình thắng vài trận thì không phải xin tiền ba mẹ nữa. Ừ, tuần sau tớ đến. Sao hôm nay đen thế? Thua 2 trận rồi. Thắng thua mai rủi cả. Cậu đưa tớ 400.000 đi. Chơi tiếp không? Tớ hết tiền rồi. Tớ thấy cậu còn cái máy tính xách tay đó. Không được đâu. Máy tính tớ còn để làm bài tập. Hơn nữa chơi đi, làm sao mà đen mãi được. Biết đâu chẳng những gỡ lại mà còn có thêm. Được, chơi tiếp ván nữa. Ba mẹ. Lâm, sao con về tối muộn vậy con? Cơm nước gì chưa? Dạ, con... Con làm sao? Có chuyện gì thế? Sao trông con buồn bã vậy? Con đánh mất máy tính rồi. Máy tính mất rồi? Để đâu mà mất? Cả nhà chắc bóp mãi mới mua được. Con ra bắt xe, chẳng may bị trộm móc mất. Lớn bằng đấy tuổi đầu, có cái máy tính cũng không giữ được. Thôi mẹ nó ơi, để thằng bé nghỉ ngơi đã. Đằng nào cũng mất rồi, con đi rửa mặt mũi chân tay đi rồi vào ăn cơm. Vâng ạ. Cái thằng bé này, quần áo bẩn để lẫn hết vào đây rồi, phải để riêng ra mẹ giặt cho chứ. Về chơi được mấy hôm con? Con về xin tiền mai con đi luôn ạ. Tiền ăn tháng này con cầm lấy. Máy tính nếu cần con chịu khó nhờ bạn ít hôm. Mấy tháng nữa có lứa heo mới ra, rồi ba mẹ sẽ cố lo liệu. Mà mẹ nó nè, bà gói mấy chục trứng. Mẹ nó chăm chú đọc cái gì mà từ nãy không nghe tôi gọi thế? Không, cái giấy ghi nợ của nhà bác Hai hôm trước ấy mà. Mấy hôm nay tôi tìm mãi mới thấy. Thôi hai cha con nói chuyện đi. Mẹ đi gói cho con chục trứng gà, mang lên mà ăn. Mẹ. Mẹ biết con muốn nói gì rồi. Con muốn giải thích chuyện này phải không? Mẹ ơi, con sai rồi. Con đã cầm cố cái máy tính mà ba mẹ mua cho con. Lâm ơi, nếu con biết thương ba thương mẹ, con phải chấn chỉnh lại mà học hành. Đừng để ba mẹ vất vả, nhọc công vô ích nghe con. Con hư quá phải không mẹ? Mẹ tha lỗi cho con. Lần sau con sẽ không bao giờ làm như thế này, cũng như gian dối ba mẹ nữa đâu. Áo rách. Vâng, em chờ anh lâu chưa? Em đợi khoảng 45 phút. 45 phút rồi ư? Anh xin lỗi đã bắt em đợi lâu. Tại kẹt xe lâu quá em à. Em không giận anh chứ? Giận gì chứ? Anh đi làm mệt mỏi, lại kẹt xe, đến muộn là chuyện bình thường thôi mà. Đúng là chỉ có em mới hiểu anh. Áo anh bị sứt chỉ nè. Vậy à, anh không để ý nên không biết. Mà cái áo cũng cũ rồi, sờn cả cổ áo. Để mai em mua cho anh cái áo mới nha. Cảm ơn em.
rồi ạ. Sao hôm nay ba về muộn thế? Ừ, hôm nay rau ế quá, ba phải đạp xe lên tận chợ huyện bán nên mới về muộn. Con chưa ăn cơm sao? Ăn trước đi, chứ đợi ba làm gì? Con chưa muốn ăn, ba cứ ăn trước đi, con vá cho xong cái áo. Cái áo này... Cái áo anh Thái đó bà, rách cả một đường ở vai áo mà cứ thế mặc ra đường có chết không chứ? À, ba khóa cổng chưa? Con ra ngoài mua cuộn chỉ xanh nhà ta vừa hết, nếu không chỉ màu khác thì lộ lắm bà. Ừ, ba chưa khóa đâu, đi nhanh đi kẻo người ta đóng cửa hàng. Con đi rồi qua nhà nhỏ Bích một tí, ba cứ ăn cơm rồi đi nghỉ sớm nha ba. Cậu vào đi. Cậu đang làm gì vậy? Tớ đang ủi lại mấy cái áo cho anh Thành của cậu đúng không? Không, áo ba tớ. Ba cậu hả? Chà, con gái chu đáo ghê ta. Ba tớ hôm qua cũng tối muộn mới về, quần áo nhăn nhúm, chẳng lúc nào có thời gian ủi áo. À, sáng mai cậu có rảnh không? Cũng rảnh, sao? Mình muốn rủ cậu đi chợ. Mình muốn tìm cho ba mình một cái áo mới. Áo của ba mình cái thì cũ, cái thì rách cả rồi. Mình vừa lãnh lương, mình định mua cho ba hai cái áo mới. Ba mình tiết kiệm lắm, chẳng bao giờ mua áo mới cả. Nè, sao mặt cậu thần ra thế hả? Đang nghĩ cái gì vậy? Lại nhớ người yêu rồi phải không? Ờ, không, không có gì. Sao cái áo nào của ba cũng rách thế này? Vậy mà bấy lâu con chẳng bao giờ để ý tới. Con gái vô tâm quá, ba tha lỗi cho con. Giấy ghi nợ. Con đi ạ. Lên đó chăm chỉ học tập, nhớ giữ gìn sức khỏe. Việc ở nhà đã có ba mẹ lo, không phải suy nghĩ gì cả. Ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ tự chăm sóc bản thân ạ. Ừ, lên đó ở nhà trọ, an ninh phức tạp, có cái máy tính là giá trị nhất, con phải cẩn thận nghe con. Dạ vâng, con nhớ rồi. Thôi, đi đi con. Lớp mình kìa, vào tí đi. Thôi cậu vào đi, tớ về trước đây. Vào chút thôi, học hành cũng phải giải trí chứ. Nghe nói bọn này đấu điện tử cừ lắm, vào xem chứ, mất gì mà sợ. Cậu biết chơi không? Chơi thử ván xem thế nào. Nếu thắng tớ, mời cậu chào cà phê. Tớ chơi không giỏi đâu. Chơi cho vui thôi mà. Bạn bè cùng lớp chả lẽ lại không nể mặt nhau. Thế chứ, sợ gì không chơi. Thắng rồi. Không ngờ bọn sách mà chơi giỏi vậy. Thật ra bọn tớ toàn chơi tiền thôi. Mỗi ván 200.000 đồng. Nếu cậu thích thì tuần sau đến đây chơi. 200.000 đồng cũng đủ tiền ăn một tuần. Chúng ta chơi không giỏi, mình thắng vài trận thì không phải xin tiền ba mẹ nữa. Ừ, tuần sau tớ đến. Sao hôm nay đen thế, thua 2 trận rồi. Thắng thua mai rủi cả. Cậu đưa tớ 400.000 đi, chơi tiếp không? Tớ hết tiền rồi.
Tớ thấy cậu còn cái máy tính xách tay đó. Không được đâu, máy tính tớ còn để làm bài tập. Hơn nữa chơi đi, làm sao mà đem mãi được. Biết đâu chẳng những gỡ lại mà còn có thêm. Được, chơi tiếp ván nữa. Ba mẹ Lâm, sao con về tối muộn vậy con? Cơm nước gì chưa? Dạ, con... Con làm sao? Có chuyện gì thế? Sao trông con buồn bã vậy? Con đánh mất máy tính rồi. Máy tính mất rồi? Để đâu mà mất? Cả nhà chắc bóp mãi mới mua được. Con ra bắt xe, chẳng may bị trộm móc mất. Lớn bằng bé tuổi đầu, có cái máy tính cũng không giữ được. Thôi mẹ nó ơi, để thằng bé nghỉ ngơi đã. Đằng nào cũng mất rồi, con đi rửa mặt mũi chân tay đi rồi vào ăn cơm. Vâng ạ. Cái thằng bé này, quần áo bẩn để lẫn hết vào đây rồi, phải để riêng ra mẹ giặt cho chứ. Về chơi được mấy hôm con? Con về xin tiền mai con đi luôn ạ. Tiền ăn tháng này con cầm lấy. Máy tính nếu cần con chịu khó nhờ bạn ít hôm. Mấy tháng nữa có lứa heo mới ra, rồi ba mẹ sẽ cố lo liệu. Mà mẹ nó nè, bà gói mấy chục trứng. Mẹ nó chăm chú đọc cái gì mà từ nãy không nghe tôi gọi thế? Không, cái giấy ghi nợ của nhà bác hai hôm trước ấy mà. Mấy hôm nay tôi tìm mãi mới thấy. Thôi hai cha con nói chuyện đi. Mẹ đi gói cho con chục trứng gà, mang lên mà ăn. Mẹ! Mẹ biết con muốn nói gì rồi. Con muốn giải thích chuyện này phải không? Mẹ ơi, con sai rồi. Con đã cầm cố cái máy tính mà ba mẹ mua cho con. Lâm ơi, nếu con biết thương ba thương mẹ, con phải chấn chỉnh lại mà học hành. Đừng để ba mẹ vất vả, nhọc công vô ích nghe con. Con hư quá phải không mẹ? Mẹ tha lỗi cho con. Lần sau con sẽ không bao giờ làm như thế này, cũng như gian dối ba mẹ nữa đâu. Tình yêu khoa học. Bác sẽ giới thiệu cháu với cậu Pierre Quiry, hy vọng cậu ấy sẽ cho cháu dùng chung phòng thí nghiệm. Anh ấy có khó tính không bác? Gặp rồi cháu sẽ biết. Xin chào giáo sư Joseph. Chào nhà khoa học trẻ. Đây là Marie. Tương lai cô bé cũng sẽ là một nhà khoa học đấy nhé. Nhà khoa học? Một phụ nữ ư? Cậu cứ chờ mà xem. Còn giờ cậu có vui lòng chia sẻ phòng thí nghiệm với cô bé không nào? Cháu không hiểu một phụ nữ có thể làm gì ở phòng thí nghiệm cơ chứ. Phụ nữ xuất hiện ở phòng thí nghiệm vì họ đang làm nghiên cứu khoa học cũng giống như các anh thôi. Anh Pierre à? Vâng, vậy thì tôi sẽ chờ xem. Cô Marie không ăn tối à? Tôi chưa muốn ăn, anh cứ đi đi ạ. Khuya thế này rồi mà cô ấy vẫn còn làm việc sao? Hay ngủ rồi mà quên tắt đèn? Chà, có vẻ quyết tâm đấy. Để xem cô cống hiến cho khoa học được bao lâu. Mary dạo này thế nào, Pierre? Suốt 10 ngày nay, lúc nào cô ấy cũng ở phòng thí nghiệm, chắc cũng sắp đuối rồi. Phụ nữ thì làm sao đủ sức để theo đuổi những thí nghiệm kéo dài, có khi đến hàng năm trời chứ. Tất cả chỉ là phỏng đoán chủ quan của cậu. Ta lại nghĩ khác. À, mà bà nhà ta vừa nấu món súp ngon lắm. Cậu mang một ít về cho cô bé nhé. Vâng, thưa giáo sư. Cô Mary ơi! Cô Mary! Cô Mary! Tôi chưa thấy một người phụ nữ nào làm thí nghiệm đến quên ăn quên ngủ như cô. Cô cần giúp gì cứ nói với tôi nhé. Cảm ơn anh Pierre.
cô Mary có dự định gì cho tương lai chưa? Tôi chỉ muốn được làm khoa học suốt cả đời mình. Phụ nữ thường thích nấu ăn, khâu vá, thiêu thùa. Sao cô lại thích khoa học? Mẹ và chị gái tôi đều mất sớm vì bệnh tật. Từ đó, lúc nào tôi cũng muốn nghiên cứu những ứng dụng khoa học để chữa bệnh cho mọi người. Anh Pierre ạ, tôi nghĩ có một nguyên tố hóa học có tính phóng xạ rất cao mà chúng ta có thể sử dụng để điều trị ung thư. Nhất định tôi sẽ tìm ra nguyên tố đó. Cô Mary, cô có một tình yêu khoa học thật đẹp đẽ. Tôi tin cô sẽ thành công. Cô Mary, cô có thư nè. Mary, có chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì cả. Chỉ là thư của ba tôi thôi. Mary! Mary! Pierre, sao anh lại đến đây? Giáo sư Joseph bảo rằng cô định về Ba Lan. Tại sao cô lại quyết định đường đột vậy? Tôi đã hứa với cha khi học xong sẽ trở về sống bên cha và làm việc ở đất nước tôi. Nhưng sao cô không nói với tôi? Việc đó thực ra đâu quá quan trọng. Sao lại không quan trọng? Cô phải ở lại đây. Chỉ ở đây cô mới có điều kiện tốt nhất để nghiên cứu khoa học. Cô không có quyền bỏ rơi khoa học. Khoa học cần cô Mary à? Khoa học cần tôi ư? Sao anh lại nói vậy? Chẳng phải chính anh vẫn nói phụ nữ thì hợp với thiêu thùa mai vá, không hợp với nghiên cứu khoa học còn gì? Giờ tôi hiểu mình đã nhầm. Và anh cũng cần em, Mary à. Không lâu sau, Mary chấp nhận lời cầu hôn của Pierre và đổi tên thành Mary Guiri với sự hỗ trợ tận tâm của chồng. Mary Guiri đã ghi tên mình vào lịch sử khoa học thế giới khi trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận giải Nobel cao quý ở hai lĩnh vực vật lý và hóa học. Chuyện nhà bé Minh. Nhanh vào Minh, sắp muộn giờ học rồi kìa. Con xong rồi đây ạ. Chết rồi, muộn giờ rồi. Đã thế lại còn mắc đèn đỏ nữa chứ. Hôm nay có buổi họp quan trọng mà không đến kịp thì chết dở. Nhanh nào. Đèn vẫn đang đỏ mà ba. Khi đang vội thì phải nghĩ cách thật linh động để giải quyết được vấn đề nhanh nhất chứ. Ồ, thì ra là vậy. Hai cha con chuẩn bị ăn tối nhé. Dạ. Hôm nay ở lớp có gì vui không con? Dạ, hôm nay cô trả bài kiểm tra, con được 10 điểm đó ạ. Tốt. Phải phát huy đấy nhé. Ăn nhiều vào còn có sức mà học nghe con. Càng lên lớp bài vở càng khó. Có gì không hiểu cứ hỏi ba mẹ. Sao bài này khó thế nhỉ? Mai cô kiểm tra vỡ bài tập rồi. Không làm đủ bài sẽ bị phạt. À phải rồi. Cậu làm xong bài tập rồi hả? Cho tớ mượn vở về để làm xong, tớ tham khảo nhé. Được thôi. Hay là mình... Con đang chép bài bạn đó à? Dạ, dạ, con... Con có biết như thế là xấu lắm không? Mẹ đã bảo, có gì không hiểu phải hỏi ba mẹ rồi kia mà. Có chuyện gì mà to tiếng với con vậy mẹ nó? Anh xem, con đó không tự giác làm bài tập về nhà, lại mượn vở bạn chép bài thế này đây nè. Tại bài tập khó quá, mà mai cô kiểm tra rồi, nên con mới...
Thế là con không đúng rồi. Nếu mai cô thu bài, thì con phải sắp xếp thời gian làm bài tập sớm hơn chứ. Mượn vở bạn chép bài là con đã vi phạm nội quy của trường lớp. Hành động đó là rất xấu. Con biết chưa? Lần sau con không được như thế nữa nha. Lần đầu ba mẹ chỉ nhắc nhở. Nếu tái phạm sẽ phạt nặng đó, nghe chưa? Tại mai nộp rồi nên con mới thấy. Lại còn cái à? Hôm trước ba cũng thấy mà. Ba cũng thế. Hôm trước ba đưa con đi học, đến ngã tư đèn vẫn còn đỏ mà ba lại đi. Ba bảo khi đang vội thì phải nghĩ cách nào thật linh động để giải quyết vấn đề nhanh nhất còn gì. Anh như vậy là cũng sai rồi. Dù vội đến mấy nhưng phải chấp hành luật an toàn giao thông, còn làm gương cho con học tập chứ. Ừ, anh biết rồi. Con cũng biết lỗi rồi. Từ nay con sẽ không thế nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.